Nằm trong chuỗi sự kiện của chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam ngày 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2023 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Sáng nay, ngày 12 tháng 10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 8 với chủ đề Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Diễn đàn tập trung phân tích, đánh giá về thực trạng phát triển kinh tế tập thể nói chung và tình hình hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác do Hội Nông dân Việt Nam vận động, hỗ trợ thành lập. Đây cũng là nơi các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, bài học và cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác trong nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, tạo chuỗi liên kết đa giá trị. Và báo cáo của bà con rất là nhiều ý kiến hay rồi, có rất nhiều sáng kiến, nhưng mà chúng tôi là còn nhiều con đường để đi. Thế đây là một cái dịp để mà gặp gỡ lẫn nhau, trao đổi lẫn nhau, tỉnh này tỉnh kia, người này người khác, đơn vị khác để học tập lẫn nhau. Nhưng ngoài ra về phía chúng tôi, nhà khoa học, những quản lý phải qua đơn vị này mới thấy trách nhiệm mình là giới thiệu cho bà con nhiều nữa những cái ngành nghề, những công việc làm mà hiệu quả nó cao hơn thị trường, không những trong nước mà thị trường nước ngoài. Tôi hy vọng là với đây là khởi đầu, sẽ là một cái hướng để mà có thể các cái đơn vị sản xuất ở các địa phương có dịp trao đổi rộng rãi với bà con cả nước để cùng nhau học tập. Chúng tôi có giá trị, rất là nhiều giá trị về khi mà tham gia cái vấn đề rằng là tổ hợp tác xã hoặc là liên hiệp. Đó chính là thứ nhất là giá trị cộng đồng, thứ hai là giá trị về văn hóa, thứ ba là giá trị về môi trường. Cái môi trường ở đây chúng tôi theo cái tiêu chuẩn của hữu cơ, đất khỏe, cây khỏe, con người khỏe và khách hàng khỏe. Và đặc biệt nữa là tiêu chuẩn về kinh tế. Cái đánh giá về kinh tế đó chính là mang lại thu nhập và đời sống của chúng tôi ngày càng được nâng lên. Trên cơ sở tổng hợp các kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của các hợp tác xã và bà con nông dân, các nhóm vấn đề được đưa ra thảo luận giữa nông dân, hợp tác xã với đại diện hội nông dân, các bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp tại diễn đàn gồm thúc đẩy liên kết giữa nông dân doanh nghiệp, nông dân với nông dân để xây dựng chuỗi sản xuất hàng hóa, các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân, hợp tác xã thực hiện chuỗi liên kết, chi tổ hội nghề nghiệp, xây dựng nông nghiệp sinh thái, đào tạo nghề để nâng cao trình độ cho nông dân, hợp tác xã, hỗ trợ nông dân, hợp tác xã chuyển đổi số. Có thể nói rằng là một trong những cái thành công mà chúng tôi đánh giá cao đấy, đấy là cái diễn đàn nó thu hút được sự quan tâm của rất đông đảo, không chỉ trong các cái bộ ngành mà đặc biệt là kể cả các địa phương, các doanh nghiệp, rồi thậm chí là các tổ chức quốc tế khi mà tham gia vào cái diễn đàn này. Những cái diễn đàn như thế này nó cũng nằm trong cái khuôn khổ mà hợp tác của cả của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với lại Hội Nông dân. Và chúng tôi thì hoàn toàn đồng tình và ủng hộ cái diễn đàn này, nó phải trở thành cái diễn đàn thường niên và nó thành một cái đề án của Bộ mà được Chính phủ phê duyệt. Thông qua diễn đàn để tuyên truyền, cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, phát huy vai trò trung tâm, chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đồng thời biểu dương, lan tỏa những cá nhân, tổ chức tiêu biểu, các mô hình tổ chức liên kết tiên tiến hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.